Du khách đi qua trạm thu phí Mũi Né khoảng 300 m, gặp ngã ba rẽ phải là đường vào khu du lịch Tháp Pô Sa. Theo lối đi lên đỉnh đồi cao hơn 100 m, mọi người sẽ gặp cái lô cốt khá cao với nhiều lỗ châu mai và lỗ chỗ vết đạn mà thời gian rất dài vừa qua. Và cho đến ngày nay, người ta đã và vẫn nhầm lẫn gọi đó là lầu ông Hoàng. Thực ra lầu ông Hoàng ở đâu? Năm 1910, công tước de Montpensier, cháu nội vua Louis Philippe đệ nhất của Pháp, khi qua Việt Nam du lịch, nhận thấy phong cảnh tại những ngọn đồi xung quanh Phan Thiết rất hữu tình, nên ông đã mua lại mảnh đất cách Tháp Pô Sa 100 m về hướng nam để xây dựng biệt thự. Tòa biệt thự được khởi công xây dựng năm 1911 với quy mô 13 phòng rộng cùng nhiều tiện nghi phụ trợ. Khi xây xong, biệt thự này được xem là công trình hiện đại nhất Bình Thuận lúc bấy giờ. Tên gọi lầu ông Hoàng xuất phát từ cách gọi dân dã của người dân về sự sang trọng của vị công tước người Pháp cư ngụ ở đây. Trong chiến tranh, quân Pháp đã xây dựng một hệ thống đồn bót với nhiều lô cốt để canh giữ toàn vùng Phan Thiết. Lầu ông Hoàng trở thành nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Và kể từ đó trở đi, lầu ông Hoàng không còn được ai chăm sóc và dần trở nên xuống cấp, hoang phế. Ngày nay, lầu ông Hoàng đã trở thành phế tích. Phần lớn công trình đã bị mất dấu vết. Toàn vùng này chỉ còn sót lại cục lô cốt đã bị cỏ úa che phủ. Địa danh lầu ông Hoàng còn gắn với tên tuổi nhà thơ Hàn Mặc Tử. Bởi lẽ lầu ông Hoàng từng là nơi hẹn hò và nơi ngắm trăng của Hàn Mặc Tử với Mộng Cầm, người tình của nhà thơ. Nhà thơ Hàn Mặc Tử có nhiều bài thơ nói về nơi này, nổi tiếng là bài Phan Thiết, Phan Thiết, với những vần thơ lạ kỳ, ý thơ thống thiết. Đêm buồn đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đêm tình yêu vừa chớm, xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân, tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, trách thay cho tơ duyên chưa thấm nồng đã vội tan, hồn ngất ngơ điên cuồng khi hồn phách vút lên cao mà cố đau niềm riêng.
say cuồng khi hồn phách vút lên cao. Bạc tử nay còn đâu? Hãy subscribe.